Sau một tuần mong chờ muốn xem ai là nạn nhân trong án mạng đẫm máu tại ga Gosan, cuối cùng câu trả lời cũng đã có ngay trong đầu tập 11 Thế giới hôn nhân. Tuần này có một cuộc điều tra của cảnh sát đưa mọi người tiến sâu hơn vào sự điên rồ. Lòng trung thành, động cơ và dối trá đều bị rối tung, và mọi người tiếp tục đấu tranh cho những gì họ muốn mà không quan tâm nhiều đến việc ai bị tổn thương trong quá trình này. Nó luôn cảm thấy như một chiến thắng nhỏ khi chúng ta sống sót sau cuộc hỗn loạn hàng tuần của Thế giới hôn nhân. Tôi phải mất cả tuần để bình tĩnh lại từ đỉnh cao adrenaline của bộ phim này, nơi mà ngay cả nhạc pop của một chiếc máy nướng bánh mì cũng có thể là đáng sợ. Như Sanu cho chúng ta thấy trong tuần này, và khi chúng tôi hồi phục, đó là thời gian cho nhiều tập hơn, bạn đã sẵn sàng chưa? Như vậy, cái chết ở ga Gosan trở thành một vấn đề lớn, tôi nghĩ Sanu và tôi là những người duy nhất nghĩ rằng đó thực sự là Winsel đã chết nhưng cảm ơn trời. Không phải vậy, sau bao lo ngại, rốt cuộc người bỏ mạng không phải Winsel, Sim Eun-won, mà là In-kyu, Lee Hak-jo. Trước đó, trong cuộc cãi vã, In-kyu đã làm người yêu bị thương và quyết định buông tay khi Winsel nói hết về mối quan hệ đã không thể cứu vãn của hai người. Dĩ nhiên Winsel không phải người giết In-kyu, ngay sau chạy thoát khỏi tay gã người yêu biến thái. Winsel đã gặp và bị T.O. Park Hae-jun hành hung, cô cũng kịp giữ lại chiếc nhẫn rơi ra từ người T.O. Có điều T.O. có phải kẻ giết In-kyu hay không thì tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán, In-kyu đã chết. Vâng, đó chính là anh ta rơi xuống từ mái nhà ga và chết, trong khi tôi không lấy làm tiếc khi nhân vật In-kyu và sự đối nghịch xấu xa của anh ta biến mất khỏi câu chuyện này. Cái chết của anh ta mở ra một khoảng kinh hoàng hoàn toàn mới, sự nghi ngờ và phản bội đều xảy ra sau khi anh ta chết. Bộ phim chỉ tiếp tục lặp lại những cảm xúc đó, nhưng nó không bị cũ đi trong một phần nghìn giây. Có rất nhiều kết cục xấu từ cái chết của In-kyu, Sanu được coi là một nghi phạm, đặc biệt là khi In-kyu đang nắm chặt chiếc khăn của cô khi anh lao thẳng xuống cái chết. Junyang, người đã ở thời điểm đột phá, bị bắt nạt về điều đó ở trường, câu lạc bộ tin đồn phụ nữ là tàn nhẫn. Winsel sợ hãi rằng cô ấy sẽ bị tù cho vụ giết người, và như thể những phản ứng dây chuyền đó không đủ. Sanu bây giờ thậm chí còn hơn, nghi ngờ Yoon-gi, người đột nhiên xuất hiện tại hiện trường vụ án. Đưa cô đến nơi an toàn, về phần Ja-kyung, Han So-hee, ngay sau khi nghe tin có án mạng ở ga Gosan. Thấy chồng có biểu hiện lạ khi về nhà, cô bắt đầu tỏ vẻ nghi hoặc, sự nghi ngờ lên tới đỉnh điểm khi Ja-kyung phát hiện ra một phiếu gửi xe ở ga Gosan trong túi áo T.O. Cô bắt đầu lồng ghép lại các chuỗi sự kiện và nhận ra mối liên hệ giữa nạn nhân In-kyu với chồng mình. Điều này khiến Ja-kyung hoang mang cực độ, tự bản thân cô cho rằng T.O. đã giết In-kyu, nhưng T.O. rõ ràng là thủ phạm. Phải không, anh ta trở về nhà với một chiếc áo dính máu, một biên lai đậu xe với một dấu ấn thời gian khó chịu. Và Winsel là một nhân chứng mắt mà anh ta đã ở đó, Winsel, sau cái chết của gã người yêu bạo lực. Cô rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, luôn sợ hãi và trốn chạy, Winsel sớm tìm đến sự giúp đỡ của Sun-woo Kim Hee-yi. Kể cho Sun-woo nghe về cuộc gặp gỡ với T.O. và đưa cho bà cả chiếc nhẫn mà T.O. đánh rơi vật có thể sẽ khiến T.O. trở thành kẻ tình nghi trong án mạng ga Gosan. Không chỉ Winsel, ngay cả bác sĩ Yoon-ki, Lee Mu-sa-ung cũng đã tìm gặp Sun-woo và nói về chuyện đã nhìn thấy T.O. ở nhà ga ngay lúc In-kyu bỏ mạng. Đối với cánh điều tra, ban đầu dường như đối tượng họ hướng đến là Sun-woo bởi chiếc khăn tại hiện trường xảy ra án mạng là của bà cả. Tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở nghi ngờ và âm thầm điều tra, theo dõi vì không có một bằng chứng cụ thể cho rằng Sun-woo có liên quan tới cái chết của In-kyu. T.O. đưa ra một thỏa thuận với Sanu, tuyên bố vô tội nhưng chúng tôi biết rõ hơn, và chủ tịch Yeo cũng vậy. Ông ta đã có các cảnh quay CCTV về mặt lý thuyết sẽ chứng minh T.O. là kẻ giết người, nhưng tất cả là vì con gái và cháu gái của ông ta. Ông ta đành ra tay che nhẹm dữ liệu CCTV, một cú bẻ lái ấn tượng khi Sun-woo bất ngờ xuất hiện trong buổi hẹn riêng của bác sĩ Yoon-ki với chủ tịch Yeo, Lee Kyung-yang. Chủ tịch Yeo khá bất ngờ, nhất là khi Sun-woo yêu cầu biến án mạng kia thành một vụ tự sát. Đây cũng là lúc mà T.O. bị công an tới bắt giữ để điều tra về vụ án của In-kyu, trước khi để cảnh sát áp giải mình đi. T.O. đã cố gắng gọi điện cho bố vợ để cầu cứu nhưng chủ tịch Yeo không hề quan tâm đến những cuộc gọi ấy. Tập 12 vừa mở đầu đã hé lộ lý do vì sao T.O. Park Hae-jun bị bế lên đồn, hóa ra chính Winsel, Sim Eun-woo đã gọi điện tố cáo với cảnh sát rằng T.O. là kẻ giết người. Giữa lúc T.O. cố gắng cầu cứu Ja-kyung, Han So-hee, và bố vợ nhưng không thành, nhưng lúc đó là Sanu.
cô đã đến giải cứu Teo, cô nói gì cơ, vâng mọi người, cô ấy thực sự A, nghĩ rằng anh ta vô tội và B, sẵn sàng làm những gì cần thiết để ngăn cha của con trai mình trở thành một kẻ giết người. Điều đó có nghĩa là nói dối cảnh sát chế ra bằng chứng ngoại phạm cho Teo, với chiếc nhẫn bằng chứng tiện dụng của chiếc nhẫn cưới mà Winsel đã nhặt được trong vụ xô xát của họ. Sanu nói rằng cô và Teo đã ở cùng nhau trong chiếc xe của mình tối hôm đó, bạn có thấy xấu hổ không? Sanu, kết quả của cuộc điều tra là Inkyu đã tự sát, điều này tốt hơn so với nơi tôi nghĩ họ sẽ đi. Làm mất mặt Winsel, Sanu và Winsel nói lời tạm biệt lần thứ 1 triệu, nhưng một điều quan trọng khác xảy ra ở đây. Winsel rút ra một điều quan trọng giữa việc cô không thể thoát khỏi Inkyu vì thương hại anh ta. Và nói rằng đó là điều tương tự mà cô thấy với Sanu và Teo, đây là lời cảnh báo thứ hai rằng Sanu đã nhận được từ những người phụ nữ khá đáng tin cậy có thể nhìn thấy tình huống của cô một cách khách quan. Sanu không thể nghỉ ngơi, cô ấy có thể đã cứu Teo, nhưng trở ngại tiếp theo là Junyang. Cậu ấy đã trở nên khốn khổ lần thứ hai kể từ khi phim này bắt đầu, tôi thực sự cảm thấy điều này với đứa trẻ này. Và cuối cùng cậu ta đã làm gì, bất an trước mối quan hệ trên bờ vực thẳm, Ja Kyung tìm mọi cách để cứu vãn tình hình. Ja Kyung gặp gỡ Junyang và thuyết phục cậu về sống chung với cô và bố đẻ của cậu, những lời xảo quyệt của Da Kyung. Cô ấy xấu xa, vì vậy cô ấy gieo một hạt giống ác trong tâm trí anh ấy, rằng mẹ anh ấy sẽ có một thời gian dễ dàng hơn khi không có anh ấy bên cạnh. Da Kyung biết chính xác những gì cần nói với cậu bé đáng thương này để khiến cậu ấy hành động. Và cậu bé cũng phải chịu áp lực ở trường khi cậu bạn xấu tính liên tục tung tin đồn rằng người chết ở Ga Gosan là nhân tình của mẹ Junyang. Điều tiếp theo chúng ta biết là cậu ấy đang phá vỡ trái tim của người mẹ Sanu khi rời đến Palace de Teo với một chiếc vali khổng lồ và thậm chí không một lời tạm biệt. Tôi đã có một thời gian khó khăn với điều này, tôi đã thực sự thất vọng về kỹ năng làm cha mẹ của Sanu. Nhưng điều này thật quá đau với cô ấy và rất tệ cho cậu ta, Sanu tuyệt vọng khi người thân cuối cùng cũng lựa chọn rời bỏ cô mà đi. Tuy nhiên, Sun U lại không thể mở lòng với bác sĩ Yun Ki để có được hạnh phúc cho riêng mình. Teo rất đồng cảm với động thái lạnh lùng của Junyang lần đầu tiên mãi mãi, anh dường như đang suy nghĩ về tình huống từ góc nhìn của người khác và khả năng không ai trong bộ phim này thể hiện lâu dài. Nhưng tôi nghi ngờ đó là bởi vì có một sự chia rẽ trong cuộc sống gia đình đang tốt đẹp của anh ấy và chắc chắn. Thực sự không còn nhiều hạnh phúc ở nhà anh ấy nữa, anh ngủ ở một phòng khác, hầu như không giao tiếp bằng mắt với Da Kyung. Nói dối cô trên cơ sở từng khoảnh khắc và đột nhiên điều đó có lý do tại sao Da Kyung quyết định sử dụng Junyang như một con tốt. Ja Kyung đã lập tức khiến Teo nổi điên thêm một lần nữa khi để lộ dự định đưa Junyang đi du học Mỹ. Và nếu nó giống như một con dao xuyên qua trái tim tôi không thể tưởng tượng được nó có cảm giác như thế nào với Sanu. Dù vậy, mất Junyang, thậm chí là tạm thời, mang đến cho cô ấy một số viễn cảnh và tôi nghĩ cô ấy cần điều đó. Nhưng những gì cô ấy làm với nó là một câu chuyện khác, dù vậy cô vẫn không thể ngừng yêu thương con trai. Hàng ngày gọi điện, nhắn tin hỏi thăm Junyang nhưng điều cô nhận lại được chỉ là sự hờ hững của con trai. Tất cả trở nên sụp đổ khi cô nhìn thấy Junyang trở nên hạnh phúc hơn khi sống cùng bố và mẹ kế. Hình ảnh tiểu tam gia Kyung chọn quần áo cho Junyang tại trung tâm thương mại càng khắc sâu vào tâm trí của Sun U. Bởi vì tập 12 này là một tàu lượn siêu tốc theo cốt truyện, tôi thực sự không ngồi lại và nghĩ về những gì thế giới hôn nhân đang nói về hôn nhân hay tình yêu. Vấn đề đó nhưng nó đã được nói về nó khá nhiều, chúng tôi đã nhìn trộm vào nhiều cuộc hôn nhân và nhiều mối quan hệ. Nhưng những gì chúng tôi thấy không có nhiều sự chung thủy và không có nhiều sự trung thành. Tình yêu và hôn nhân thường tách biệt trong tài hùng biện của bộ phim này, cho dù đó là Jae-hyuk nhận ra anh có tình yêu khi anh chỉ tìm kiếm đam mê. Hay Teo thừa nhận với Sanu rằng tình yêu một khi hôn nhân trở nên giống nhau, tập 12 kết thúc khi Teo lại tìm tới nhà Sun U lấy đồ cho con trai. Tiện thể hỏi thăm chuyện vợ cũ định rời đi, họ uống rượu, nói chuyện, cãi vã về việc Sun U vẫn còn tình cảm và kết quả là cuốn lấy nhau như một cặp nhân tình yêu đương say đắm trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Tôi không bận tâm một chút nếu Teo không vui, thực tế tôi nghĩ anh ấy xứng đáng được như vậy. Nhưng tôi không chắc mình đã sẵn sàng cho sự bùng nổ của sự tức giận, hối tiếc và niềm đam mê đã kết thúc tập phim tuần này. Tất cả những cảm xúc đó, và hơn thế nữa, đã kéo dài giữa cặp vợ chồng đã ly dị của chúng tôi trong nhiều năm nay. Và theo một cách nào đó, không có gì ngạc nhiên khi mọi thứ trở nên mãnh liệt, tôi có thể ngây thơ đề nghị rằng có lẽ điều này sẽ khiến họ đóng cửa. Nhưng tôi đang đùa, đây là thế giới hôn nhân, nó chỉ đi bóng tuyết từ đây.